Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Đây là những bệnh nhân đã từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, sau khi điều trị có kết quả âm tính, vẫn phải chịu những tác động từ những di chứng, biến chứng, sự tổn thương tâm lý và tinh thần từ căn bệnh gây ra. Những bệnh nhân này sẽ là những người đầu tiên được chuyển vào khoa hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau COVID-19, được Bệnh viện Thống nhất TP.HCM thành lập. Khoa hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân COVID-19 với đội ngũ y bác sĩ được điều động phân công từ các chuyên khoa của bệnh viện sẽ trực tiếp điều trị kết hợp giữa phục hồi chức năng với điều trị bệnh nền của các chuyên khoa tim mạch, hô hấp, thần kinh, nội tiết, giữa đông và tây y, giữa điều trị hiện đại với y học cổ truyền, điều trị tâm lý, dinh dưỡng sau COVID-19 cho bệnh nhân. Theo Bệnh viện Thống nhất, các bệnh nhân chủ yếu được chuyển đến từ Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Phần lớn là những bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền kèm theo. Sau thời gian điều trị mắc COVID-19, mặc dù người bệnh đã phục hồi và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhưng sau đó, nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu những tác động từ những di chứng, biến chứng. Sự tổn thương tâm lý và tinh thần, nhất là những bệnh nhân bị COVID-19 nặng thường rất nghiêm trọng. Đặc biệt cho những bệnh nhân lớn tuổi hay người có nhiều bệnh phối hợp sẽ là lúc các bệnh nền sẽ bộc phát do thiếu điều trị chuyên khoa trong thời gian mắc COVID-19. Vì vậy, việc hỗ trợ điều trị chăm sóc trong giai đoạn phục hồi càng sớm thì hậu quả của căn bệnh nếu có càng nhẹ hoặc có khi không để lại chút di chứng nào.